Các bạn thân mến, chúng ta thường nghe miến tay cầm, cơm tay cầm, đậu hũ tay cầm, vân vân. Nhưng hôm nay, món chay của Trung tâm Diệu Pháp Âm xin gửi đến các bạn một món tay cầm rất là ngon và lành. Đó là món rau củ tay cầm. Rau mà tay cầm mới lạ. Thật ra thì ở đây chúng ta sẽ chuẩn bị như sau: 200g măng tây, một cái nấm mèo, một củ cà rốt, một ít cần tây Đà Lạt, một củ xá bấu, gừng cắt sợi và gừng bằm. Gia vị gồm nước tương, dầu hào, hạt nêm, đường và dầu ăn. Đối với lại nấm mèo, khi mua các bạn nên mua nấm hai da, tức là một bên này nó sẽ có cái màu xám xám trắng và bên này nó màu nâu, thì nấm này nó sẽ giòn và khi chúng ta ăn đó thì nó không có bị nát, tức là nó giòn, giòn đều luôn. Chúng ta sẽ ngâm mềm và cắt sợi. Cà rốt các bạn sẽ cắt thành từng sợi như là chiếc đũa. Cần Đà Lạt các bạn cũng cắt y như cà rốt. Riêng đối với xá bấu hay là củ cải muối, khi các bạn mua về chúng ta cũng sẽ cắt y như là cà rốt. Tuy nhiên vì xá bấu rất là mặn cho nên chúng ta sẽ tẩy mặn bằng cách các bạn pha nước muối, pha loãng và ngâm cái xá bấu cắt này chừng khoảng 15 phút. Sau đấy xả nhiều lần bằng nước lạnh thì chúng ta sẽ lấy được cái vị mặn rất là nhanh. Với măng tây thì các bạn sẽ cắt cũng bằng với lại cái cà rốt này. Đó là chúng ta sẽ cắt. Và non tới đâu thì chúng ta sẽ cắt tới đó. Nào, như thế này thôi. Món ăn này thì chúng ta phải cột dính lại với nhau. Cho nên là thay vì chúng ta dùng một cái cọng hẹ, hoặc là bông hẹ, hoặc là hẹ, hoặc là một cọng hành nếu những người ăn hành, thì chúng ta hôm nay lại dùng một món, một cái nguyên liệu rất là đặc biệt. Đó là tóc tiên. Thì tóc tiên thì chúng ta đã từng làm súp rồi, thực ra các bạn cũng không lạ gì. Sở dĩ chúng ta gọi là tóc tiên bởi vì thực sự trông nó rất là giống sợi tóc. Và khi mua về thì các bạn ngâm với lại nước ấm ấm, xong rồi cái phần tóc tiên này nó đang khô nó sẽ mềm. Và các bạn lấy ra vắt ráo nước, để nguyên đừng cắt nhé, bởi vì nếu các bạn cắt thì chúng ta không cột được. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện món ăn này. Tôi xin nhắc lại, chúng ta sẽ gồm có nấm mèo cắt sợi, cà rốt cắt như là chiếc đũa, cần Đà Lạt cũng vậy, măng cũng thế và cải xá bấu. Bây giờ các bạn sẽ lấy tóc tiên, các bạn để như thế này, rồi các bạn sẽ xếp này: măng, cà rốt, cần, củ xá bấu. Và chúng ta dùng cái nhúng tóc tiên này này. Thật ra tóc tiên đó là rong biển đấy các bạn ạ. Và không rẻ đâu, cũng khá đắt so với những loại rong biển khác. Và nấu súp thì ăn rất là tuyệt vời. Tôi làm lại. Cứ mỗi thứ một cọng. Trong trường hợp chúng ta ngâm nhiều tóc tiên mà lát nữa dùng không hết đó, các bạn đừng có ngại, các bạn sẽ để ra ngoài quạt hoặc là phơi nắng. Thế tóc tiên nó khô lại, nhưng ngày mai mình lại dùng, mình lại ngâm nước thì nó lại mềm ra và không bao giờ bị hư. Trong khi chúng ta cuộn như thế này thì lát nữa, vì đây là một món tay cầm, thì các bạn sẽ chuẩn bị sẵn một cái thố đất để chúng ta làm tay cầm. Các bạn sẽ, lát nữa chúng ta sẽ dùng cái thố này để làm món ăn này. Các bạn để nóng cái nồi này lên, sẽ cho vào đây một ít nước, chừng khoảng một chén nước nhỏ thôi. Gia vị thì tôi xin nhắc lại, sẽ gồm có
nước tương, dầu hào, hạt nêm, đường, dầu ăn và một ít gừng băm, gừng cắt sợi với lại phần nấm mèo. Bây giờ chúng ta bắt đầu cho gia vị nè. Cho nước tương và dầu hào. Cho vào đây hạt nêm, đường, dầu ăn sẽ cho vào sau cùng. Và đợi cho cái phần ở trong nồi nó sôi lên. Các bạn kiên nhẫn, bởi vì đừng có thấy nó hơi nóng chúng ta cho vào, nó không ngon. Nước trong nồi gồm có các loại gia vị, nước tương, dầu hào, đường, hạt nêm nhá. Thì chúng ta phải thật sôi. Khi sôi rồi, vì tất cả các loại này, này chúng ta đều có thể ăn sống được từ bây giờ. Chẳng hạn như cái này này các bạn, nếu không thích nấu các bạn có thể cầm thế này và chúng ta chấm tí nước tương chúng ta ăn rất là ngon. Tuy nhiên bởi vì chúng ta muốn làm ở trong cái tay cầm dọn ra nó nóng, thì chúng ta phải đợi cái phần này sôi. Thì cái phần gia vị ở trong nồi chuẩn bị sôi thì các bạn cũng chuẩn bị đặt vào. Vì nó sôi lên trở lại là chúng ta sẽ tắt bếp ngay. Các bạn nhìn thấy khi gia vị ở trong nồi bắt đầu sôi, chưa có sôi nhiều, tôi cho một nửa phần gừng bằm. Gia vị đã sôi, giờ các bạn sẽ xếp vào đây. Và không cần phải chở, chúng ta sẽ đậy nắp lại chừng 2 phút thôi. Thì hơi nóng bốc lên, đọng ở trên cái nắp này sẽ rớt xuống và cái phần gia vị mà bốc hơi đó, đó nó sẽ làm chín và thấm luôn cả vào trong cái cuốn. Các bạn nhìn thấy là cái phần sốt ở trong nồi nó sôi ghê lắm. Chúng ta mới dưới một ít dầu ăn lên. Bây giờ mới cho nấm mèo. Các bạn tắt bếp. Cho gừng cắt sợi. Bây giờ sẽ cho một ít tiêu. Các bạn thân mến, đây là một món ăn lạ nhưng rất là ngon. Các bạn có thể dùng chung với cơm hoặc ăn không, như là một món khai vị cũng rất là nhẹ nhàng. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.